Chào các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube Thành Dũng Thích Khám Phá. Hôm nay Thành Dũng rất là vui khi được đón chào quý vị và các bạn trong một video tiếp theo. Hôm nay Thành Dũng có việc đi thành phố Bà Rịa, luôn tiện sẵn dịp Thành Dũng ghi lại hình ảnh đường phố thành phố Bà Rịa cho các bạn cùng xem. Hôm nay là một ngày trung tuần của tháng Chạp, còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đã đón Tết âm lịch nha các bạn. Hiện tại thì Thành Dũng đang ở trên cái trục đường Cách Mạng Tháng 8. Trục đường Cách Mạng Tháng 8 này phố phường rất là sầm uất, rất là nhộn nhịp nha các bạn. Đây là một cung đường chính của thành phố Bà Rịa, được xây dựng rất là lâu đời, từ hồi thời Pháp thuộc nha các bạn. Các bạn thấy thành phố Bà Rịa trên cái trục đường Cách Mạng Tháng 8 này có lung linh không các bạn? Anh Dũng rất thích dạo các cái con đường phố về ban đêm nên ghi hình lại cho quý vị cùng xem. Phía trước đây là, ở phía bên phải là nhà thờ chánh tòa nha các bạn. Bởi vì đây là mùa Noel, thành ra người ta trang trí những cây cây đèn hoa rất là lung linh nha các bạn. Đó, nhà thờ chánh tòa đó các bạn. Đây là nhà thờ chính của thành phố Bà Rịa nha các bạn. Chạy tới xíu nữa là một cái nhà tròn. Nhà tròn này cũng được xây dựng từ hồi thời Pháp năm 1890. Nhà tròn này là một cái di tích lịch sử lâu đời của thành phố Bà Rịa, với chiều cao khoảng 20 mét, bên trên là một cái thác nước. Thực dân Pháp đã xây dựng cái nhà tròn này, có cái tháp nước này để phục vụ nước sạch cho người Pháp lúc bấy giờ. Còn đây là cầu sông Dinh nha các bạn. Cầu sông Dinh lúc về đêm cũng rất là đẹp. Đoạn này các bạn sẽ đi qua các cái chỗ như là tiệm phở Lan, bánh canh Long Hương. Hai địa điểm này là hai cái tiệm ẩm thực rất là ngon, rất là thu hút khách thập phương mỗi khi mà đến thăm thú ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và thành phố Bà Rịa nói riêng nha các bạn. Hầu như là các cái du khách đều biết hai cái tiệm ẩm thực này. Đây là đường Nguyễn Hữu Thọ. Đường Nguyễn Hữu Thọ này cũng là một cái cung đường khá lớn. Trên đây có ngân hàng nông nghiệp, rồi siêu thị Góp Mắt, các cái cửa hàng tiện ích, các cái tiệm tạp hóa lớn. Bây giờ mình sẽ hướng ra tới cái vòng xoay thành phố Bà Rịa nha các bạn. Phía bên kia vòng xoay ngược lên hướng trên Sài Gòn là các cái salon ô tô, salon xe Ford, xe Kia, Trường Hải, xe VinFast. Bây giờ mình sẽ đi qua bên thành phố Vũng Tàu nha các bạn. Đây là con đường dẫn qua thành phố Vũng Tàu. Chỗ này là sắp đến cầu Cỏ Mây nha các bạn. Ở giữa người ta cũng trồng nhiều cái cây trụ đèn hoa rất là lung linh trong đêm nha các bạn. Mình thấy là có màu xanh, màu vàng, nhìn rất là đẹp mắt, rất là lung linh, rất là mờ ảo trong đêm.
Đó, các bạn thấy đẹp không các bạn? Còn đây là quang cảnh ở bãi trước thành phố Vũng Tàu. Ở giữa con lương người ta cũng trang trí một cái hàng cây thông Noel. Các bạn đi dạo ở bãi trước, cho dù các bạn đi bộ hoặc là đi xe Honda thì các bạn đều cảm thấy là tràn ngập không khí Giáng sinh và Tết Tây nha các bạn. Nguyên một cái đoạn đường khá là dài, theo mình nghĩ chắc khoảng hơn một cây số, toàn là cây thông Noel nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi ra hướng bãi sau, xem thử coi quang cảnh bãi sau về ban đêm nó như thế nào nha các bạn. Đây là quang cảnh bãi sau nha các bạn, bãi sau của thành phố Vũng Tàu. Một bên là biển bãi sau, biển Thiền Vân, một bên là các cái tòa nhà khách sạn cao tầng với nhiều ánh đèn lung linh. Bãi sau và bãi trước là một cái thắng cảnh du lịch mà mọi du khách của mọi miền đất nước đều biết. Và ở đây cũng có rất là nhiều người nước ngoài du lịch ở đây nha các bạn. Ở phía cuối bãi sau sẽ có một cái miếu gọi là miếu Hòn Bà. Nếu các bạn đứng từ ở trên đường bãi sau, các bạn nhìn xuống ra phía biển thì các bạn sẽ thấy cái miếu Hòn Bà này. Miếu Hòn Bà có một cái truyền thuyết rất là ly kỳ, rất là huyền bí. Trong các cái video tiếp theo, Thành Dũng sẽ review cho các bạn xem cái miếu Hồng Bà. Đây là một cái khách sạn cao tầng cũng đang được xây dựng. Đấy, các bạn xem. Ngoài ra ở bãi sau thì có núi nhỏ, trên đỉnh núi nhỏ có tượng Chúa Kitô. Tại đây du khách rất là mỗi lần đến thăm thành phố Vũng Tàu xinh đẹp thì thường ghé thưởng ngoạn ở tượng Chúa Kitô này. Bây giờ mình sẽ từ bãi sau trở lại bãi trước nha các bạn, bởi vì cái hàng thông Noel này rất là đẹp ở bãi trước. Thành ra Thành Dũng lúc mà đi từ bãi trước ra bãi sau thì cũng thấy thằng hàng thông Noel, rồi từ bãi sau về bãi trước thì cũng thấy hàng thông Noel rất là đẹp, nên cho các bạn xem, đi xem lại hai lần. Các bạn đừng ném đá Thành Dũng nha. Đây là quang cảnh bãi trước thành phố Vũng Tàu lúc về đêm nha các bạn. Ở đây có công viên bãi trước, trong đây người ta sẽ trang trí một cái sân khấu với hình tượng của con mèo đại diện cho năm Quý Mão năm 2023, và rất là nhiều luống hoa, rất là nhiều vuông đất trồng hoa, trang trí rất là đẹp, các cái loại hoa đa dạng được trang trí, được trồng ở trong cái công viên bãi trước này. Hoa này là hoa đỏ đỏ này, hoa gì mình cũng không biết tên. Có hoa cẩm tú cầu của Đà Lạt nữa nha các bạn.
mình thấy hoa cẩm thúc đây, hoa nè, hoa lo kèn, hoa lo kèn nhỏ nhỏ giống như cái lo kèn. Vì năm nay là năm Quý Mão, năm con mèo, thành ra khắp nơi trong cái công viên này đều là hình tượng của con mèo. Các bạn vào công viên này để thưởng thức, ngắm chiêm ngưỡng các loài hoa và thưởng thức cái không khí Giáng sinh và không khí Tết Tây. Ban đêm người ta đi chơi rất là nhiều nha các bạn. Tuy nhiên thì hôm nay là ngày thường, thành ra cũng không đông lắm. Chứ nếu đông quá thì quay phim lên chắc là cũng nghẹt người, nhìn người không thấy hoa. Đây, hoa cẩm tú cầu nha các bạn. Hoa cẩm tú cầu mua từ Đà Lạt về. Mấy cái ngày Giáng sinh, ngày gần Tết này, cái không khí của Vũng Tàu nó cũng khí hậu nó cũng nhiệt độ nó cũng khá là thấp, thành ra nó thích hợp với lại các cái loài hoa Đà Lạt. Rất là đông người tham quan. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn xem video thấy hay thì cho mình một lượt like. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký, cho mình một lượt đăng ký ủng hộ kênh YouTube Thành Dũng Thích Khám Phá nha các bạn, để tạo động lực cho mình ra các cái video tiếp theo. Đấy, các cái loài hoa rất là đẹp. Thôi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe trong những ngày giáp Tết này, để chuẩn bị đón Tết Quý Mão nha các bạn.